Singapore, Hồng Kông, Thượng Hải, New York, các trung tâm tài chính hàng đầu châu Á và toàn cầu nắm giữ vai trò định hình và thúc đẩy tương lai ngành tài chính. Tại Việt Nam cũng đang hình thành các trung tâm tài chính siêu kết nối, cung cấp hạ tầng giao thương và công nghệ hoàn hảo. Và giờ đây, nằm giữa tâm điểm vàng Tây Hồ Tây Hà Nội, mảnh đất long mạch trù phú, hội tụ sinh khí từ dòng chảy thịnh vượng, nơi khẳng định đẳng cấp sống thượng lưu của giới tinh hoa, lần đầu tiên xuất hiện Sunshine KS Finance Hà Nội, trung tâm tài chính 4.0 quy mô nhất Việt Nam, quy tụ dòng chảy tiền tệ của toàn khu vực, hướng tới top 100 Finance Hub thế giới do các tổ chức quốc tế uy tín xếp hạng và công nhận, tiên phong tư vấn xây dựng các định chế tài chính, góp phần khởi tạo và duy trì hệ sinh thái tài chính trong chiến lược đầu tư và phát triển dài hạn của chính phủ, cung cấp toàn bộ các dịch vụ tài chính trên nền tảng kỹ thuật số, fintech, chứng khoán, bảo hiểm, trái phiếu, digital banking. Ngân hàng số làm thay đổi tư duy và phương thức hoạt động tài chính, mô hình đột phá với các văn phòng giao dịch kỷ nguyên mới một chạm, thế giới trải nghiệm số và trợ lý ảo tài chính hoàn hảo qua ứng dụng di động, trí tuệ nhân tạo AI, Big Data, điện toán đám mây trở thành yếu tố tiên quyết xây dựng hệ thống trụ cột vận hành, kiến tạo mạng lưới kết nối 4.0 trong các hoạt động tài chính tiền tệ quốc tế. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông minh tạo nên một cộng đồng thông minh, trụ sở các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, không gian co-working sáng tạo cho các doanh nghiệp start-up, trung tâm hội nghị khách sạn 6 sao, hệ thống tiện ích dịch vụ thời thượng đỉnh cao đáp ứng nhu cầu lưu trú và làm việc cho công dân toàn cầu. Sunshine KS Finance Hà Nội, làm chủ công nghệ để chinh phục thị trường tài chính toàn cầu. Tổ hợp tháp tài chính, khách sạn văn phòng, trung tâm thương mại quốc tế, tâm điểm vàng đón sóng phát triển thương mại toàn cầu, nơi kết tinh những tiện ích đỉnh cao, chạm tới chuẩn mực nghỉ dưỡng nội đô hoàn hảo, trải nghiệm không gian Wi-Fi thượng hạng, tối ưu công nghệ thông minh bảo mật toàn diện, đột phá nghệ thuật kiến trúc tương lai.